Được không? Nãy giờ chụp được không? Được hả? Bị ngược sáng đó. Ngược sáng này. Ngược sáng. Sao chơi xếp hình ngược sáng vậy? Ngược sáng rồi, quay vô chứ. Quay lại chứ, quay lại đằng sau quay đi. Sau quay đi, sau quay đi. Ngược ngược sáng. Quá trình đông luôn. Má, nhìn mấy con. Còn nó quay không? Quay không chứ không. Cô Linh chơi ngược sáng sốc quá. Đâu tưởng dễ quản lý tụi nhỏ. Tuyên đứng ra ngoài đây con. Đúng chỗ đi con.
Lộn xộn tiếp. Đâu, quay lại đúng rồi. Các con vô vị trí của mình chưa? Bây giờ cô Linh sẽ lật ngược lại. Các con đi ngược lại. Đúng rồi, bạn như thế này mới sáng được chứ. Dạ, nó tốt hơn nè. Đèn nó pha ra rồi. Vậy cái lộn xộn tiếp lần nữa. Bé là nó đi giống con rắn rồi mà chưa gì hết. Con đứng sau Khả Quyên nè, nhìn bạn nhảy, con nhảy theo nha. Alo. Rồi các con cùng đứng rồi hôm nay nhưng mà mình lật ngược lại nào. Ủa? Quét con cô đào rồi. Phải con cô đào không ta? Dạ đúng. Ôi trời ơi, nãy giờ nhìn không ra luôn. Mai cúp nhìn không ra luôn. Lại bé nào đâu em? À. Rồi, bên này sao chật kìa đây. À, kìa đứng sau kìa. Ok. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Đầu tưởng dễ mấy đứa nhỏ rồi mà. Càng nhỏ là càng khó.
cái gì? Mang quân hồng là giống y bon luôn á, sao hay vậy gì? Anh mua chỗ 33 Trần Nhật Duật. Nhà đó cũng có bé. Rồi. Các con nhớ dù mình bay đi đâu mà cũng bay tới hàng nha các con. Đừng bay ra nha. Ok, mình cùng bay lại nhé. Giờ mới quay. Alo, bây giờ mình quay chính thức thì mình tất cả cười tươi nè. 1, 2, 3, cười tươi nè. 2, 3. Nụ cười công nghiệp quay. Cười tươi, có vẻ mấy cười tươi nè các bạn. Không gì đây. Rồi, chụp bời đi. Lát có lần hả? Các bạn nhỏ. Vô lại, tập này là chính thức nha. Chuẩn bị nào tất cả, sẵn sàng. Cô tươi, cả lớp sẵn sàng chưa? Cô lên chân nghe rõ, sẵn sàng chưa? Sẵn sàng, vô. Trên cao mình là đã chiếu soi mặt hồ, trời thu rất muốn chiêm bao.